Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của kênh The Sài Gòn Post trong bản tin Toàn cảnh Thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng Molivan theo dõi những nội dung có trong bản tin ngay sau đây. Tại vùng Kharkiv, ở Volchansk, quân đội Ukraine đã phát hiện và vô hiệu hóa một xe bọc thép chở quân MTLB của Nga đang hoạt động bất thường. Kênh Telegram của Noem Intelligence đã công bố một đoạn video từ máy bay không người lái của Ukraine ghi lại chuyển động của chiếc MTLB này. Quân xâm lược Nga đã triển khai một xe bọc thép chở quân được che chắn bằng màn chắn bảo vệ. Chiếc xe bọc thép đang chạy xuống phố Sobona, trước đây là phố Lenin, và không dừng lại ngay cả khi bị trúng đạn. Quân đội Ukraine chỉ có thể chặn được chiếc MTLB này ở ngoại ô cây cầu nối liền hai phần của thành phố qua sông Vovcha. Có khả năng, quân xâm lược Nga đã cố gắng gửi một chiếc MTLB không người lái chứa đầy thuốc nổ đến các vị trí của Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng xe bọc thép không người lái chứa đầy thuốc nổ trong chiến tranh. Trước đó, quân xâm lược đã đặt bom ô pháp 100, 120 và một dây mìn từ xe rà phá bom mìn UR-77 vào MTLB để sử dụng nó để kích nổ các vị trí của quân Ukraine. Người ta cũng tin rằng chiếc MTLB có thể đã hướng đến nhà máy tổng hợp, nhưng tài xế xe bọc thép chở quân đã bị thương nghiêm trọng và mất kiểm soát phương tiện. Vitaly Saranchev, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv, gần đây đã báo cáo rằng, tính đến ngày 17 tháng 9, quân xâm lược Nga vẫn còn ở nhà máy tổng hợp tại Vovchansk. Ngày hôm kia, họ đã cố gắng pháo kích các quận của thành phố, những địa điểm gần nhà máy tổng hợp, nhưng họ lại bắn trúng người dân của mình. Hiện tại, vẫn đang diễn ra các cuộc đụng độ ở đó. Vitaly Saranchev đưa tin, những kẻ xâm lược Nga đã kiểm soát nhà máy tổng hợp kể từ khi Nga bắt đầu đột phá qua biên giới vào tháng 5 năm 2024. Trước tin đồn Hungary là nơi có cơ sở sản xuất máy nhắn tin bị nổ của Hezbollah, nước này đã ngay lập tức lên tiếng bác tin đồn và tuyên bố những thiết bị này chưa từng xuất hiện ở quốc gia Đông Âu. Giới chức đã xác nhận rằng công ty tình nghi chỉ là bên trung gian giao dịch, không có cơ sở sản xuất hay hoạt động nào tại Hungary. Zoltán Kovács, phát ngôn viên của Thủ tướng Viktor Orbán cho biết hôm nay. Phát biểu được đưa ra sau khi công ty Gold Apollo có trụ sở tại đảo Đài Loan tuyên bố không sản xuất loạt máy nhắn tin của Hezbollah bị phát nổ hôm 17 tháng 9, mà chỉ cấp phép cho công ty BAC Consulting KFT ở Hungary sử dụng thương hiệu của họ để chế tạo sản phẩm. Ông Kovács thêm rằng BAC Consulting KFT có người đại diện đăng ký ở địa chỉ tại thủ đô Budapest, nhưng nhấn mạnh các thiết bị được đề cập chưa từng xuất hiện ở Hungary. Cơ quan an ninh quốc gia Hungary đang làm việc với các đối tác quốc tế có liên quan. Sự việc này không gây rủi ro an ninh cho đất nước, ông cho hay. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu EC cùng ngày phủ nhận thông tin giám đốc điều hành BAC Consulting KFT từng làm việc cho ủy ban như thông tin liệt kê trên trang LinkedIn của người này, nhưng cho hay EC đang kiểm tra liệu người này có làm việc cho ủy ban thông qua các nhà thầu bên ngoài hay không. BAC Consulting KFT đăng ký kinh doanh từ năm 2022, mô tả rằng họ làm việc trong các dự án như an ninh mạng, viễn thông và trang sức, đạt doanh thu hàng năm khoảng 600.000 Mỹ Kim. Công ty và các giám đốc điều hành chưa lên tiếng về thông tin do Gold Apollo đưa ra. Loạt vụ nổ máy nhắn tin tại Liban đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và gần 3.000 người bị thương. Hezbollah ra tuyên bố cáo buộc Israel là bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và thề sẽ khiến nước này nhận hình phạt thích đáng theo cả cách có thể dự đoán và không dự đoán được. Chính phủ Liban và Iran, đồng minh của Hezbollah, đưa ra nhận định tương tự. Mặc dù chưa bên nào nhận trách nhiệm về sự việc, mọi ánh mắt hoài nghi đang đổ dồn về Israel, nước từng hạ sát thành viên cấp cao Hamas bằng cách gài thuốc nổ vào điện thoại. Các hãng truyền thông quốc tế như CNN, Reuters, ABC dẫn nguồn tin quan chức Mỹ và an ninh Liban nói rằng Israel đã can thiệp vào lô máy nhắn tin mà Hezbollah mới mua vài tháng gần đây. Thưa quý vị, có thể nói sự kiện chấn động nhất trong dòng chảy chiến sự Nga-Ukraine những ngày này không gì khác ngoài sự kiện diễn ra vào đêm 18 tháng 9 năm 2024. Một sự kiện quân sự đáng chú ý đã diễn ra khi lực lượng phòng vệ Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào kho vũ khí lớn của Nga tại thành phố Torobets, vùng Tver. Cuộc tấn công này không chỉ gây ra thiệt hại vật chất đáng kể mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Kho vũ khí thứ 107 của Bộ Quốc phòng Nga tại Torobets là một trong những trung tâm cung cấp đạn dược quan trọng nhất của quân đội Nga.
với khả năng lưu trữ khoảng 30.000 tấn đạn dược tương đương 30 kiloton. Kho vũ khí này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng Nga đang chiến đấu tại Ukraine, đặc biệt là khu vực Kursk. Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra một loạt vụ nổ lớn, tạo ra quả cầu lửa hình nấm khổng lồ và làm rung chuyển cả khu vực. Theo các chuyên gia, vụ nổ không chỉ phá hủy một lượng lớn đạn dược mà còn gây ra một trận động đất với cường độ lên đến 2,8 độ Richter. Điều này cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại mà Nga phải gánh chịu. Tầm quan trọng của cuộc tấn công này không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất, nó còn thể hiện khả năng tấn công tầm xa ngày càng tăng của Ukraine. Với khoảng cách từ biên giới Ukraine đến mục tiêu lên đến 500 km, điều này đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ của Nga và buộc Moscow phải xem xét lại chiến lược bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng sâu trong lãnh thổ. Hậu quả của cuộc tấn công này đối với Nga là rất nghiêm trọng. Ngoài việc mất một lượng lớn đạn dược, bao gồm các loại đạn cho hệ thống Krat, S-300, S-400 và Iskander, cuộc tấn công còn làm gián đoạn đáng kể chuỗi cung ứng hậu cần của Nga. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine trong thời gian tới, đặc biệt là tại khu vực Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Phản ứng của chính quyền Nga sau cuộc tấn công cũng đáng chú ý. Thống đốc vùng Kiev Igor Rudenya đã ra lệnh di tản một phần khu vực gần vụ nổ và tuyên bố tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, việc một cơ sở quân sự được cho là có khả năng chống chịu cả cuộc tấn công hạt nhân lại bị phá hủy bởi UAV đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của hệ thống phòng thủ Nga. Cuộc tấn công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược của Ukraine, thể hiện khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương. Nó không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng hậu cần của Nga mà còn mang lại lợi thế tâm lý và chiến thuật đáng kể cho Ukraine trên chiến trường. Trong khi Ukraine thường không công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy, sự kiện này chắc chắn sẽ có tác động lâu dài đến diễn biến của cuộc chiến. Nó buộc Nga phải đánh giá lại chiến lược phòng thủ và có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của họ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Ukraine SBU vừa đạt được một thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống gián điệp khi bắt giữ thành công một đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tại khu vực Donetsk. Đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu nguy hiểm nhằm cung cấp tọa độ cho quân đội Nga để tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại Bokhravsk, một trong những điểm nóng nhất trên mặt trận hiện nay. Theo thông tin từ cơ quan phản gián quân sự của SBU, kẻ phản gián này đã bị tuyển mộ từ xa bởi FSB. Đáng chú ý, đối tượng là một quân nhân Ukraine đã bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn về một khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu rúp cho sự hợp tác của mình. Tuy nhiên, như thường lệ trong các hoạt động gián điệp, lời hứa này chỉ là một cái bẫy. FSB không bao giờ có ý định thanh toán số tiền đã cam kết. Âm mưu của tên gián điệp này đặc biệt nguy hiểm vì nó nhắm vào các mục tiêu chiến lược quan trọng. Theo SBU, các thành trì của quân đội Ukraine và sở chỉ huy của lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine đang phòng thủ khu vực này đều nằm trong tầm ngắm của kẻ thù. Nếu kế hoạch này thành công, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với khả năng phòng thủ của Ukraine tại Bokhravsk. May mắn thay, SBU đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu này. Đặc vụ FSB đã bị bắt giữ ngay trong lúc đang truyền thông tin về vị trí địa lý của các đơn vị tiền phương Ukraine. Các điều tra viên đã tịch thu điện thoại di động của đối phương, qua đó phát hiện ra liên lạc giữa hắn và người điều khiển. Một sĩ quan FSB đã được xác định danh tính. Hiện tại, đối tượng đang bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc theo Điều 111, khoản 2 của Bộ Luật Hình sự Ukraine, tội phản quốc cao độ trong tình trạng thiết quân luật. Nếu bị kết tội, hắn có thể phải đối mặt với án tù chung thân kèm theo việc tịch thu toàn bộ tài sản. Thành công này của SBU không phải là trường hợp đơn lẻ. Theo đó, cơ quan này cũng đã bắt giữ một điệp viên Nga khác tại vùng Chernihiv. Kẻ này đang chuẩn bị thực hiện các hành động phá hoại nhằm vào hệ thống đường sắt và cung cấp thông tin để Nga có thể phóng hỏa tiễn vào thành phố Chernihiv. Những thành công liên tiếp này của SBU cho thấy hiệu quả ngày càng cao của công tác phản gián Ukraine trong việc ngăn chặn các âm mưu của Nga. Đồng thời, nó cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng của các hoạt động gián điệp và phá hoại mà Nga đang thực hiện trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là tại các khu vực gần tiền tuyến như Donetsk và Chernihiv. Trong một diễn biến liên quan, gần đây tại khu vực tiền tuyến thuộc vùng Kharkiv đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc hàng loạt trong số binh lính Nga. Nguyên nhân chính được cho là do việc cung cấp thực phẩm và nước uống không bảo đảm chất lượng, gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cho lực lượng chiếm đóng.
Thông tin này được lực lượng vũ trang Ukraine công bố và được xác nhận bởi nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv qua kênh Telegram. Theo báo cáo từ phía Ukraine, khu vực định cư Globalkoe nằm ở phía bắc vùng Kharkiv đang chứng kiến sự điều động nhân sự lớn của quân đội Nga nhằm bổ sung cho những thiếu hụt về lực lượng ở tiền tuyến. Trong quá trình này, nhiều binh sĩ Nga đã gặp phải các triệu chứng ngộ độc do tiêu thụ thực phẩm và nước uống không đạt chuẩn. Cụ thể, tại các vị trí tiền phương của Trung đoàn xe tăng số 11 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 18, các trường hợp rối loạn tiêu hóa đã trở nên phổ biến. Quân đội Nga thiếu thuốc men để chữa trị, khiến số lượng binh sĩ bị ảnh hưởng ngày càng tăng. Vấn đề này không chỉ gây tổn thất về nhân lực mà còn làm giảm đáng kể tinh thần chiến đấu của quân đội Nga tại tiền tuyến. Tình trạng suy giảm sức khỏe nghiêm trọng đã khiến khả năng phòng thủ và tinh thần của lực lượng chiếm đóng trở nên yếu kém hơn. Trong 24 giờ qua, theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Ukraine, tình hình chiến sự tại vùng Kharkiv vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tổn thất của quân đội Nga trong khu vực tiếp tục gia tăng chỉ trong vòng 24 giờ. Phía Nga đã mất 85 binh sĩ, trong đó có 24 người thiệt mạng và không thể thu hồi thi thể. 59 người khác đã phải đầu hàng. Ngoài thiệt hại về người, quân đội Nga còn mất tới 78 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự hoặc đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Về tình hình chung trên các mặt trận, quân đội Nga tiếp tục duy trì các cuộc tấn công ở nhiều khu vực khác nhau. Các trận chiến diễn ra ác liệt nhất theo các hướng Bokhravsky và Kurakovsky, nơi quân đội Nga đã tiến hành 51 và 49 đợt tấn công chỉ trong 24 giờ qua. Mặc dù tần suất tấn công cao, lực lượng Nga vẫn gặp phải tổn thất lớn. Chỉ tính riêng trong 24 giờ vừa qua, hơn 1.100 binh lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tính từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, tổng số binh lính Nga thiệt mạng đã vượt quá 637.000 người, tạo ra gánh nặng lớn về nhân lực cho quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động phản công tại khu vực Kursk. Những diễn biến mới tại đây đang mở ra các cơ hội mới cho lực lượng vũ trang Ukraine, tạo tiền đề cho các hoạt động quân sự trong tương lai. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngay sau đây sẽ là một diễn biến mới nhất tại vùng Kharkiv. Tại đây, lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3 của quân đội Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Nga, tiêu diệt nhiều thiết bị quân sự của đối phương. Tin tức này được xác nhận thông qua kênh Telegram chính thức của lữ đoàn và được RBC Ukraine đăng tải. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, một đoàn xe quân sự của Nga, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, đã tiến về các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine. Tuy nhiên, đoàn xe này đã bị các đơn vị trinh sát và phi công thuộc lữ đoàn xung kích số 3 phát hiện kịp thời. Ngay lập tức, các binh sĩ Ukraine đã triển khai tấn công để tiêu diệt đoàn xe, không cho quân địch có cơ hội tiếp cận mục tiêu. Cuộc tấn công chính xác từ trên không đã nhắm trúng các xe tăng của đối phương. Mặc dù xe bọc thép của Nga cố gắng thoát thân, nhưng lực lượng Ukraine đã nhanh chóng truy đuổi và phá hủy hoàn toàn. Trước khi đòn tấn công kết thúc, bộ binh Nga đã phải rút lui một cách hỗn loạn, thể hiện rõ sự thất bại của đối phương trong việc duy trì vị trí phòng ngự. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine cho biết máy bay không người lái UAV của họ đã hỗ trợ tích cực trong cuộc tấn công, giúp phá hủy thiết bị quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân Nga chỉ trong một thời gian ngắn. Vai trò của UAV đã góp phần quan trọng vào thành công của đợt phản công này. Trước đó, lữ đoàn xung kích số 3 cũng đã tiến hành một cuộc phản công thành công tại Kharkiv, giành lại khoảng 2 km vuông đất đai từ tay quân xâm lược. Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chiếm được một số vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ cấp tiểu đoàn của Nga, bao gồm các trung đội và thành trì của đại đội đối phương. Theo thông tin từ chỉ huy của đơn vị Teda thuộc lữ đoàn, có tới 200 binh lính Nga đã bị tiêu diệt trong cuộc phản công này. Thắng lợi của lữ đoàn xung kích số 3 đã tạo nên cú đòn mạnh mẽ, phá vỡ tiềm năng tấn công của tập đoàn quân số 20 thuộc Liên bang Nga, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Ukraine tại vùng Kharkiv. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 2 tháng sau vụ mưu sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump, một tay súng đã ẩn nấp suốt gần 12 giờ đồng hồ bên rìa sân golf nơi ông Trump chơi vào Chủ nhật vừa qua. Sự kiện này một lần nữa cho thấy những thách thức to lớn mà cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút, cơ quan mật vụ đang hoạt động với khoảng 400 nhân viên, ít hơn so với số lượng được Quốc hội cho phép. Tình trạng này khó có thể được khắc phục trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, do cơ quan này thường mất hơn 200 ngày để tuyển dụng nhân sự mới. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố không tái tranh cử vào tháng 7 và Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cơ quan mật vụ buộc phải mở rộng phạm vi bảo vệ cho nhiều quan chức hơn. Điều này đã đặt ra những áp lực chưa từng có đối với cơ quan này. Ông Kenneth Valentin, một cựu đặc vụ, chia sẻ, tốc
tốc độ, kỳ vọng và áp lực chưa bao giờ tồi tệ như hiện nay. Mong muốn của ông Donald Trump được chơi golf riêng tư tại một trong những câu lạc bộ của ông ở Florida vào Chủ nhật cũng đồng nghĩa với việc các đặc vụ không thực hiện cuộc khảo sát thông thường tại địa điểm. Việc này có thể giúp họ phát hiện kẻ tình nghi trước khi ông Trump đến gần vài trăm thước so với vị trí kẻ đó đã ẩn nấp trong nhiều giờ, gần hố golf thứ 5 của sân Trump International. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Ronald Rowe, người nhậm chức vào tháng 7 sau khi người tiền nhiệm từ chức sau vụ mưu sát hụt đầu tiên nhắm vào ông Trump, cho biết các đặc vụ của ông đang làm việc với mức độ căng thẳng cao. Chúng tôi đang ép họ đến giới hạn, ông Rowe nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội cho biết họ có thể phê duyệt thêm ngân sách trong những tuần tới. Tuy nhiên, điều này sẽ không giải quyết được nhiều trong ngắn hạn đối với tình trạng thiếu nhân sự, buộc các đặc vụ phải làm việc nhiều giờ trong những tình huống đầy áp lực. Nguy cơ thất bại đã được thể hiện rõ vào ngày 13 tháng 7, khi một tay súng bắn 6 phát từ trên nóc một tòa nhà tại cuộc vận động tranh cử của Trump ở Pennsylvania, giết chết một người tham dự và sượt qua tay của ứng viên đảng Cộng Hòa. Các đặc vụ mật vụ nhanh chóng đưa ông Trump đến nơi an toàn và hạ gục tên sát thủ, nhưng lãnh đạo cơ quan này thừa nhận rằng kẻ đó lẽ ra không bao giờ có cơ hội nổ súng ngay từ đầu. Ông Rowe đã nói với các nhà lập pháp vào ngày 30 tháng 7 rằng ông xấu hổ về những sơ hở an ninh trong vụ việc này. Vào Chủ nhật vừa qua, một đặc vụ mật vụ đã phát hiện kẻ tình nghi tại sân golf ở Florida. Thoáng thấy nòng súng trường kiểu AK-47 của hắn, đặc vụ này đã nổ súng, buộc hắn phải rút lui trước khi có tầm nhìn trực tiếp đến ông Trump hoặc kịp nổ súng. Nghi phạm Ryan Roth đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh vẫn đặt câu hỏi tại sao cơ quan này không phát hiện ra hắn sớm hơn. Bà Laura Reese, người từng giám sát cơ quan mật vụ với tư cách là một quan chức cấp cao tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ dưới thời chính quyền ông Trump, đặt câu hỏi, tại sao Roth không bị phát hiện bởi đội tiền trạm? Cơ quan mật vụ có sử dụng máy bay không người lái trên sân golf không? Còn chó nghiệp vụ thì sao? Nếu không, tại sao không? Ông Rowe nói với các phóng viên rằng chuyến đi chơi golf của ông Trump vào Chủ nhật không được thông báo công khai. Điều này có nghĩa là cơ quan này đã không tiến hành một cuộc quét an ninh mạnh mẽ trước đó, vốn có thể báo hiệu sự xuất hiện sắp tới của ông. Sở thích chơi golf của ông Trump tại các sân golf riêng của ông vốn mở cửa cho các thành viên, tạo ra những thách thức an ninh lớn hơn so với các tổng thống trước đây như Barack Obama và Bill Clinton. Họ thường chơi golf tại các sân quân sự có thể đóng cửa với công chúng, theo lời các cựu đặc vụ. Ông Trump nói hôm thứ Hai rằng ông muốn có thêm đặc vụ bảo vệ mình. Với tư cách là một ứng cử viên và cựu tổng thống, ông được cung cấp ít đặc vụ và nguồn lực hơn so với một tổng thống đương nhiệm. Theo số liệu mới nhất, cơ quan mật vụ hiện có 7.879 nhân viên, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10.000 người vào năm 2027. Mặc dù ngân sách đã tăng 9%, việc tuyển dụng vẫn gặp khó khăn do yêu cầu công việc cao, chỉ 2% ứng viên được nhận. Cơ quan này cũng đang mất nhân sự vào khu vực tư nhân do mức lương hấp dẫn hơn. Tình trạng thiếu nhân sự buộc các đặc vụ phải làm việc quá sức, di chuyển liên tục giữa các nhiệm vụ. Cựu đặc vụ Bill Gates nhận định, cơ quan mật vụ không có đủ nguồn lực, không có đủ nhân lực. Hoa Kỳ đang tích lũy một kho vũ khí chống hạm dồi dào và dễ chế tạo trong khuôn khổ nỗ lực nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường lực lượng Hoa Kỳ tại đó. Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine đã thúc đẩy tư duy của Hoa Kỳ hướng tới một triết lý mới, hướng tới việc tích lũy kho vũ khí sẵn sàng, dồi dào và giá rẻ. Đó là một phản ứng tự nhiên đối với những gì Trung Quốc đã làm. Ông Ioan Gram, một nhà phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc, cho biết, ám chỉ đến kho vũ khí tàu chiến và phi đạn đạn đạo thông thường của Trung Quốc, bao gồm cả những phi đạn được thiết kế để tấn công tàu. Hoa Kỳ đã tăng cường thử nghiệm vũ khí Quicksin, một loại bom giá rẻ và có khả năng có nhiều, được trang bị bộ dẫn đường GPS giá rẻ và đầu dò có thể theo dõi các vật thể chuyển động. Không quân Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong một cuộc thử nghiệm vào tháng trước tại Vịnh Mexico để tấn công một tàu mục tiêu bằng Quicksin. Theo các chuyên gia, Trung Quốc vẫn sẽ có lợi thế lớn về số lượng phi đạn chống hạm và có thể đặt chúng trên lãnh thổ của mình. Nhưng việc tăng cường sản xuất Quicksin của Hoa Kỳ sẽ thu hẹp khoảng cách đó bằng cách khiến 370 tàu chiến của Trung Quốc gặp nhiều rủi ro hơn trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai so với trước khi Bắc Kinh chuyển sang hiện đại hóa quân đội vào những năm 1990. Quicksin vẫn đang trong quá trình phát triển, được sản xuất bởi công ty Boeing với đầu dò trực tiếp chung. Hệ thống có thể thả từ máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ hoặc đồng minh và biến những quả bom 900 kg thành vũ khí dẫn đường một cách không tốn kém.
Theo một giám đốc điều hành trong ngành, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ muốn có hàng nghìn vũ khí Quixin và đã có trong nhiều năm, nhưng từ chối tiết lộ con số chính xác vì đây là thông tin bí mật. Theo giám đốc điều hành, với đủ số lượng vũ khí, giá cả phải chăng nhắm vào họ, hệ thống phòng thủ tàu của Trung Quốc sẽ bị áp đảo. Trong trường hợp như vậy, quân đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng phi đạn chống hạm tầm xa LRASM hoặc phi đạn SM-6 để gây hư hại cho tàu chiến Trung Quốc và radar của tàu, sau đó bắn phá tàu bằng các vũ khí giá rẻ hơn như Quixin. Trong bối cảnh xảy ra vụ nổ thiết bị điện tử ở Liban, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu chuyển sư đoàn 98 từ dải Gaza đến biên giới phía Bắc. Do đó, các sư đoàn 162 và 252 vẫn ở lại dải Gaza. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc chiến. Trọng tâm đang di chuyển về phía Bắc, chúng tôi đang chuyển hướng lực lượng, tài nguyên và năng lượng về phía Bắc. Tôi tin rằng chúng ta đang tiến tới một giai đoạn mới trong cuộc chiến này và chúng ta cần phải thích nghi. Chúng ta sẽ cần sự nhất quán theo thời gian. Cuộc chiến này đòi hỏi lòng dũng cảm, sự quyết tâm và kiên trì rất lớn, dẫn lời Bộ trưởng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ nổ ở Liban. Vào ngày 17 và 18 tháng 9 đã xảy ra các vụ nổ quy mô lớn đối với máy nhắn tin, đài, bộ đàm và các thiết bị khác của nhóm Hezbollah. Hơn 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Đại diện của Hezbollah đổ lỗi cho các vụ nổ là do cơ quan tình báo Israel đã sử dụng virus hoặc cài đặt chất nổ vào thiết bị. Theo người phát ngôn của nhóm, vụ nổ của thiết bị này là vi phạm an ninh lớn nhất mà Hezbollah phải gánh chịu trong gần một năm xung đột với Israel. Một số thông tin cho rằng các thành viên Hezbollah đã nhận được một lô hàng máy nhắn tin trong vài ngày qua. Theo người phát ngôn của nhóm, hàng trăm máy bay chiến đấu đã sử dụng những thiết bị như vậy. Ông cho rằng phần mềm độc hại có thể khiến chúng quá nóng và phát nổ, đồng thời nói thêm rằng một số thành viên trong nhóm cảm thấy máy nhắn tin nóng lên và tìm cách loại bỏ chúng trước khi chúng phát nổ. Hezbollah bắt đầu bắn hỏa tiễn vào Israel ngay sau các cuộc tấn công do Hamas thực hiện vào tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, các bên đã tấn công nhau hàng ngày, dẫn đến các cuộc di tản hàng loạt khỏi các thị trấn ở cả hai biên giới và cái chết của hàng trăm thành viên Hezbollah. Israel đã nhiều lần đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự nhằm trục xuất Hezbollah khỏi khu vực biên giới Liban và ngăn chặn hoạt động pháo kích liên tục của nhóm này. Trong một động thái gây nhiều tranh cãi, Robert F. Kennedy Jr. và Donald Trump Jr. đã cùng nhau viết một bài báo kêu gọi chính quyền Biden mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow nhằm chấm dứt cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Hai nhân vật này bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân, đồng thời chỉ trích chính sách hiện tại của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến. Kennedy, người gần đây đã đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập của mình để ủng hộ cựu tổng thống Trump, cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đang leo thang liều lĩnh. Ông đặc biệt chỉ trích báo cáo của New York Times cho rằng chính quyền Biden đang xem xét cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong bài viết đăng trên The Hill, Kennedy và Trump Jr., con trai của ông Trump, đã cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba. Họ cho rằng việc cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga có thể được Moscow xem là hành động chiến tranh. Đáng chú ý, hai tác giả đề xuất rằng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris nên đạt được thỏa thuận trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không đề cập đến vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán. Họ lập luận rằng không có lợi ích sống còn nào của Mỹ bị đe dọa trong cuộc chiến này và cho rằng lo ngại về việc Nga có thể tràn qua châu Âu là vô lý. Kennedy và Trump Jr. cũng đề cập đến tuyên bố của ông Putin về việc chỉ muốn Ukraine trung lập và ngăn chặn sự mở rộng về phía đông của NATO, đồng thời cho rằng những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông ta nên được coi là nghiêm túc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quan điểm này đi ngược lại chính sách hiện tại của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất này bỏ qua quyền tự vệ chính đáng của Ukraine và có thể bị xem là có lợi cho Điện Kremlin. Mặc dù lo ngại về nguy cơ leo thang hạt nhân là có cơ sở, nhưng việc sử dụng nó như lý do chính để kêu gọi đàm phán có thể bị xem là một hình thức gây sợ hãi. Hơn nữa, bài viết này không đề cập đến việc Nga là bên khởi xướng cuộc chiến và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Moscow. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất này. Tuy nhiên, chính quyền Biden vẫn kiên định với cam kết hỗ trợ Ukraine và coi hành động của Nga là một cuộc xâm lược trái phép.
Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, khu vực Kursk của Nga đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến Nga-Ukraine với những diễn biến phức tạp và đầy biến động. Kể từ ngày 6 tháng 8, khi Ukraine bất ngờ tiến vào lãnh thổ Nga và tuyên bố kiểm soát được 500 dặm vuông cùng hàng chục khu định cư, tình hình tại đây đã trở nên căng thẳng và không ngừng thay đổi. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trên bộ tại quận Kluskovsky ở phía tây vùng Kursk. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có tiến triển đáng kể nào được xác nhận. Bản đồ do ISW công bố cho thấy phạm vi tuyên bố về những tiến bộ của Ukraine, bao gồm thị trấn Sudza và các khu định cư lân cận, ngay bên trong biên giới với vùng Sumy của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã bắt đầu phản công và đạt được một số thành công ban đầu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Ukraine ở phía tây nam và đông nam của làng Veseloye. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã chiếm lại làng Snagos, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đạt được tiến bộ trong khu vực Veseloye và Medvedje, cũng như ở phía tây bắc Viktorovka và phía tây Gordievka. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực khác. Đáng chú ý, Nga đã tăng cường đáng kể lực lượng tại Kursk. Theo một quan chức tình báo Ukraine, Moscow đã điều động khoảng 38.000 quân đến khu vực này, bao gồm cả các lữ đoàn tấn công được tái triển khai từ miền nam Ukraine. John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga của Quỹ Bảo vệ Dân chủ FDD, nhận định rằng con số này cho thấy Nga có lực lượng đáng kể so với khoảng 10 đến 15.000 quân của Ukraine trong khu vực. Chiến lược hiện tại của Nga dường như là áp dụng cách tiếp cận kiên nhẫn hơn. Họ đang phong tỏa khu vực, tấn công các vị trí của Ukraine bằng pháo binh và bom lượng, đồng thời từ từ chiếm lĩnh lãnh thổ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những cuộc tấn công quy mô nhỏ ban đầu này có dẫn đến một chiến dịch lớn hơn hay không. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền vùng Kursk đã thông báo di tản dân thường ra khỏi lãnh thổ ở các quận Rylski và Khomutovsky, phản ánh mối lo ngại về an toàn của người dân trong khu vực xung đột. Tình hình tại Kursk tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng và khó dự đoán. Cả Ukraine và Nga đều đang cố gắng giành lợi thế chiến lược trong khu vực này. Trong khi Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm mở rộng kiểm soát, Nga đang tăng cường lực lượng và phản công để bảo vệ lãnh thổ của mình. Diễn biến tại Kursk có thể có tác động quan trọng đối với toàn bộ cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc Ukraine có thể duy trì và mở rộng sự hiện diện trong lãnh thổ Nga sẽ là một thách thức đáng kể đối với Moscow, trong khi khả năng của Nga trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể của Kyiv. Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình với hy vọng rằng một giải pháp hòa bình có thể được tìm thấy để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này. Bên cạnh đó, vụ nổ kinh hoàng đã xé toạc màn đêm yên tĩnh tại Torobets, Nga, không chỉ để lại đống đổ nát của kho vũ khí số 107, mà còn phơi bày một bê bối tham nhũng nghiêm trọng, khiến cả thế giới phải giật mình về khả năng phòng thủ thực sự của cường quốc này. Đám cháy dữ dội lan rộng khắp kho vũ khí, thiêu rụi cơ sở hạ tầng và phá hủy một lượng lớn đạn dược, ước tính gây thiệt hại tương đương một vụ nổ 30 kiloton. Dư luận Nga đang xôn xao về nguyên nhân vụ nổ. Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng đây là kết quả của một cuộc tấn công táo bạo bằng máy bay không người lái của Ukraine, một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của nước Nga. Tuy nhiên, giả thuyết về sơ suất quản lý do tham nhũng cũng được đặt ra, đặc biệt khi kho vũ khí này từng được cựu Thứ trưởng Quốc phòng Dmitry Bulgakov ca ngợi là an toàn tuyệt đối, có thể chống chọi cả với tấn công hạt nhân. Sự mâu thuẫn giữa lời tuyên bố hùng hồn và thực tế phũ phàng đã khiến dư luận Nga dậy sóng. Các blogger và chuyên gia quân sự đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tình trạng quản lý lỏng lẻo và tham nhũng trong quân đội, cho rằng đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa. Sự kiện này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về quân sự mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến vị thế của Nga trên trường quốc tế. Kho vũ khí Torobets nằm ở vị trí chiến lược gần biên giới Belarus, cách Moscow 400 km, chứa nhiều loại đạn dược quan trọng như hỏa tiễn Krat, đạn pháo và thậm chí có thể cả hỏa tiễn Iskander. Sự phá hủy này làm suy yếu đáng kể khả năng cung cấp đạn dược cho quân đội Nga ở Ukraine, có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường và tạo thêm lợi thế cho Ukraine. Hơn nữa, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về hệ quả của hệ thống phòng không Nga và khả năng bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng, khiến nhiều người lo ngại về an ninh quốc gia của Nga. Bê bối tham nhũng càng trở nên rõ ràng hơn khi Bulgakov, người từng quảng bá rầm rộ về sự an toàn của kho vũ khí, đã bị bắt vì tội gian lận vào tháng 7 năm 2024. Sự việc này cho thấy tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống quân sự Nga,
gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế mà còn về tính mạng và uy tín quốc gia. Đại tá Andrei Katabolov, người từng tham gia xây dựng kho vũ khí, cũng có thể bị liên đới và phải đối mặt với những câu hỏi khó về trách nhiệm của mình. Vụ nổ kho vũ khí Torobets không chỉ là một thảm họa quân sự, mà còn là một bằng chứng rõ ràng cho thấy tham nhũng đã ăn sâu vào hệ thống quân sự Nga, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Sự kiện này có thể sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài và có thể dẫn đến những thay đổi quan trọng trong chính sách và chiến lược của Nga, đồng thời làm suy yếu lòng tin của công chúng vào chính phủ và quân đội. Liệu đây có phải là một bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến mới chống tham nhũng trong lòng nước Nga? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Chưa dừng lại ở đó, vào rạng sáng ngày 18 tháng 9, tại quận Dzerzhinsky, thành phố Yaroslav, Liên bang Nga, một vụ cháy quy mô lớn đã xảy ra tại kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý do tính chất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng của nó. Thông tin từ báo Dialog.ua và các kênh Telegram của Nga và Ukraine cho biết, đám cháy bao phủ một khu vực rộng lớn và đã gây ra một loạt vụ nổ lớn. Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định và phía Nga chưa đưa ra bất kỳ báo cáo chính thức nào về khả năng liên quan đến dấu vết Ukraine trong vụ việc này. Theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, đám cháy xảy ra tại một nhà kho chứa nhiên liệu, dầu nhờn và các loại khí dễ cháy như oxy và hydrocarbon. Khi các thùng chứa này phát nổ, cư dân tại Yaroslav đã nghe thấy tiếng nổ lớn liên tiếp. Những âm thanh này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời, gây ra sự hoang mang trong cộng đồng. Vụ cháy đã lan ra một khu vực có diện tích hơn 400m², tạo ra một cột khói lớn và làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại kho chứa này. Mặc dù lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt kịp thời, nhưng quy mô và tính chất phức tạp của vụ cháy khiến cho việc kiểm soát đám cháy gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình dập tắt đám cháy, 6 nhân viên thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã bị thương do sức ép từ các vụ nổ và khói độc hại. Những người này đã được đưa đi cấp cứu và nhận hỗ trợ y tế kịp thời. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân, nhưng cơ quan chức năng Nga vẫn đang tiếp tục điều tra và đánh giá mức độ thiệt hại của sự việc. Vụ cháy tại Yaroslav xảy ra trong bối cảnh các kho quân sự và cơ sở vật chất quan trọng của Nga liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công hoặc tai nạn trong thời gian gần đây. Cách đây không lâu, như đã đề cập ở trên, kho quân sự của Nga tại vùng Tver cũng đã gặp phải một vụ cháy nghiêm trọng, trong đó chứa tới 240 tấn đạn dược. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi nhiều bức ảnh và video về đám cháy tại Tver lan truyền trên mạng. Tuy vụ cháy tại Yaroslav chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng nó đã góp phần gia tăng thêm sự lo ngại về an toàn tại các cơ sở trọng yếu của Nga. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh. Với tình hình hiện tại, các chuyên gia dự đoán rằng sẽ có thêm nhiều báo cáo về vụ việc này trong thời gian tới khi cuộc điều tra tiến triển và những thông tin mới được công bố. Vụ tấn công bằng UAV vào kho vũ khí tại Torobets, khoảnh khắc lịch sử và tác động chiến lược lớn đối với Nga. Thưa quý vị, vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào một kho vũ khí lớn tại Torobets thuộc vùng Tver Nga không chỉ gây ra thiệt hại nghiêm trọng mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Theo thông tin từ RBC Ukraine và Defense Express, đây là một sự kiện hiếm hoi khi một kho đạn quan trọng của Nga đã bị phá hủy trong bối cảnh chiến lược quân sự lớn, tạo ra tác động to lớn đến khả năng hậu cần và phòng thủ của quân đội Nga. Các nhà phân tích từ Defense Express cho rằng, cuộc tấn công này là một trong những lần hiếm hoi Ukraine có thể đánh trúng và phá hủy một kho vũ khí quan trọng của Nga với quy mô lớn như vậy. Kho vũ khí thứ 107 của Bộ Quốc phòng Nga tại Torobets là một trong những trung tâm cung cấp đạn dược lớn nhất của Nga, lưu trữ khoảng 30.000 tấn đạn dược, tương đương 30 kiloton, một đơn vị đo lường tương đương với sức công phá của đầu đạn hạt nhân. Việc phá hủy kho đạn này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn tạo ra cú sốc lớn đối với khả năng phòng thủ của Nga, đặc biệt tại khu vực Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và lực lượng phòng vệ Ukraine. Không chỉ dừng lại ở mức độ phá hủy vật chất, vụ nổ kho đạn tại Torobets còn gây ra một trận động đất với cường độ lên đến 2,8 độ Richter. Theo các chuyên gia, hiệu ứng địa chấn này chỉ có thể xảy ra khi hàng nghìn tấn đạn dược phát nổ cùng một lúc. Điều này chứng tỏ quy mô của cuộc tấn công và mức độ thiệt hại gây ra cho quân đội Nga. Hình ảnh và video về vụ nổ đã được chia sẻ rộng rãi, nhưng theo các chuyên gia, chính tác động địa chấn này mới phản ánh đúng mức độ thiệt hại mà Nga phải gánh chịu.
Kho vũ khí tại Torobets đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đạn dược cho quân đội Nga, đặc biệt là lực lượng đang đối đầu với quân đội Ukraine và khu vực Kursk. Cuộc tấn công này, ngoài việc gây ra thiệt hại về trang thiết bị, còn làm suy yếu đáng kể khả năng hậu cần của Nga. Đạn dược từ kho này đã được chuyển tới lực lượng chiếm đóng Nga thông qua một tuyến đường chạy qua Belarus. Việc mất kho vũ khí này sẽ làm gián đoạn các hoạt động cung cấp và giảm khả năng chống lại các cuộc phản công của Ukraine trong thời gian tới. Nhắc lại một chút về bối cảnh cho quý vị nào chưa biết, vào đêm ngày 19 tháng 8, hàng chục UAV của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào kho vũ khí tại Torobets. Kho này nằm cách biên giới với Ukraine 500 km, nhưng vẫn bị các UAV của Ukraine đánh trúng. Vụ nổ đã gây ra cháy lớn, phá hủy hàng loạt đạn pháo, bao gồm Krat, S-300, S-400 và Iskander. Ngoài ra, các báo cáo cũng cho biết Nga đang lưu trữ hỏa tiễn KN-23 do Triều Tiên cung cấp tại kho này. Cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại lớn, không chỉ cho trang thiết bị, mà còn tác động mạnh đến tinh thần và khả năng phòng thủ của lực lượng chiếm đóng Nga. Vụ tấn công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược của Ukraine, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng hậu cần của Nga và mang lại lợi thế cho Ukraine trên chiến trường. Thưa quý vị và các bạn, một sự việc đáng báo động vừa xảy ra tại thành phố New York. Một cụ bà 81 tuổi đã bị tấn công dã man khi đang dắt chó đi dạo, nhưng may mắn thoát chết. Theo báo cáo của đài Fox 5 New York, cụ bà, tạm gọi là Gloria, cho biết cụ cảm thấy may mắn vì còn sống sau khi bị một người đàn ông lạ mặt đấm vào đầu một cách bất ngờ ở khu Upper West Side của Manhattan vào hôm thứ Sáu vừa qua. Mặc dù bị thương tích ở mặt và cổ, cụ Gloria đã chia sẻ với phóng viên của Fox 5 rằng không nhớ nhiều về vụ việc vì bị chấn động não sau cú đánh. Tuy nhiên, cụ mô tả vụ việc là đáng sợ. Điều đáng sợ là nó xảy ra ngay trước tòa nhà của tôi, cụ nói. Đoạn video từ camera an ninh cho thấy cụ Gloria đang dắt chó đi bộ trên vỉa hè gần giao lộ đường 66 Tây và đại lộ Amsterdam vào khoảng 7 giờ tối. Một người đàn ông mặc đồ đen đi ngang qua và có vẻ nói gì đó với cụ. Sau đó hắn quay lại, tiến đến gần cụ Gloria từ phía sau và bất ngờ đấm mạnh vào mặt cụ. Mặc dù đài truyền hình đã dừng video và không chiếu toàn bộ cảnh tấn công, họ cho biết cụ Gloria đã đập đầu vào tường tòa nhà trước khi mất thăng bằng và ngã xuống đất. Đoạn tiếp theo cho thấy cụ nằm trên mặt đất, trong khi kẻ tấn công bỏ đi và những người qua đường vội vã đến giúp đỡ cụ. Tôi không muốn xem lại đoạn băng đó, có lẽ vì tôi cảm thấy mình quá may mắn, hắn ta có thể đã mang theo dao, cụ Gloria chia sẻ. Cổ tôi sưng to gần bằng mặt. Đáng ngạc nhiên là dù bị tấn công, cụ Gloria vẫn tiếp tục dắt chó đi dạo hàng ngày. Cụ nói, tôi không muốn trốn trong căn hộ của mình. Cảnh sát New York đang tiếp tục điều tra vụ việc này. Vụ tấn công này là một trong nhiều vụ bạo lực đang gia tăng ở thành phố New York. Vào tháng 3 vừa qua, nhiều phụ nữ trẻ đã lên mạng xã hội tố cáo việc họ bị người lạ đấm vào mặt hoặc đầu khi đang đi bộ trên đường phố New York. Một người trong số đó, người dùng TikTok Olivia Brand, đã đăng video ngày 17 tháng 3 sau khi cô bị một người đàn ông đấm trên vỉa hè. Anh ta nói, xin lỗi, rồi đấm vào đầu tôi. Cô nhớ lại, chú ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngoài ra, nhiều phụ nữ khác cũng báo cáo những sự việc tương tự. Bình luận viên CNN tố cáo chính đài của mình xuyên tạc lời cựu Tổng thống Trump. Thưa quý vị, một sự việc đáng chú ý vừa xảy ra tại đài CNN. Scott Jennings, một bình luận viên chính trị kỳ cựu của đài này, đã công khai chỉ trích chính nơi mình làm việc. Ông cho rằng CNN đã để chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris bóp méo lời nói của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm kích động cử tri. Như chúng ta đã biết, cựu Tổng thống Trump vừa thoát khỏi một vụ mưu sát hụt tại sân golf của ông ở Florida. Ông Trump cho rằng chính những lời lẽ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đã khiến ông trở thành mục tiêu bị bắn. Trong một cuộc thảo luận trên CNN về mối liên hệ giữa ngôn từ gay gắt trong bầu cử và các vụ mưu sát gần đây, ông Jennings đã thẳng thắn lên tiếng. Khi tôi nghe các chính trị gia dân chủ nói về ông Donald Trump, tôi thấy họ đang dựng lên một loạt lời nói dối để kích động cử tri. Tôi tự hỏi, họ có thực sự quan tâm đến bạo lực mà chúng ta đều cho là khủng khiếp không? Ông Jennings chỉ trích chiến dịch tranh cử của bà Harris đã vẽ ra một viễn cảnh u ám nếu ông Trump tái đắc cử. Ông nói, bà ấy cứ lặp đi lặp lại, Trump sẽ trở thành nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng này, nước Mỹ luôn đấu tranh chống lại độc tài, đó là lịch sử của chúng ta. Ông Jennings cũng chỉ ra việc lời nói của ông Trump bị xuyên tạc. Ví dụ khi ông Trump dự đoán về một cuộc tắm máu kinh tế trong ngành ô tô nếu Biden thắng cử, phe Dân Chủ lại cố tình hiểu sai ông Trump đe dọa bạo lực.
Trong cuộc tranh luận gần đây, bà Harris đã nói, ông Donald Trump đã nói sẽ có một cuộc tắm máu nếu kết quả bầu cử không như ý ông ấy. Ông Jennings phản bác, cụm từ tắm máu này được phe Dân Chủ lặp đi lặp lại mỗi ngày trên mọi kênh truyền hình. Đây là một phần trong chiến lược bôi nhọ Trump của họ. Ngay cả nữ dẫn chương trình Up by Philip của CNN cũng phải thừa nhận rằng bà Harris đã xuyên tạc lời của ông Trump. Tuy nhiên, bà Philip vẫn cố gắng biện minh cho phe Dân Chủ. Ông Jennings kết luận, những câu chuyện sai lệch này là một phần trong chiến lược của đảng Dân Chủ. Họ cứ lặp đi lặp lại những lời buộc tội vô căn cứ như tắm máu, nhà độc tài, xóa bỏ hiến pháp. Đây là trụ cột trong chiến dịch chống Trump của họ. Qua sự việc này, chúng ta có thể thấy rõ hơn về tình trạng đáng lo ngại trong truyền thông Hoa Kỳ hiện nay, việc xuyên tạc và bóp méo lời nói của các chính trị gia, bất kể thuộc đảng phái nào, là một hiện tượng nguy hiểm. Nó không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn có thể gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Là người tiêu thụ thông tin, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và tỉnh táo khi tiếp nhận các tin tức, đặc biệt là trong giai đoạn bầu cử căng thẳng này. Việc kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau là vô cùng quan trọng. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nghi là của Ukraine và một kho đạn dược ở vùng Tver của Nga đã được mô tả trên mạng xã hội, có thể là sự kiện lớn nhất trong cuộc chiến do Vladimir Putin phát động. Những hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ sau cuộc tấn công vào kho vũ khí của Cục Hỏa tiễn và Pháo binh GRAU ở Torobets, cách Moscow khoảng 240 dặm về phía Tây vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng thứ Tư. Cảnh quay cho thấy nhiều vụ nổ tiếp theo. Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đăng trên X rằng có báo cáo cho biết vụ nổ tương đương với 1,3 đến 1,8 kiloton thuốc nổ TNT với sóng nổ lan rộng tới 200 dặm. Một ước tính khác của George William Herbert thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey ở California là vụ nổ này có sức công phá tương đương với 200 đến 240 tấn thuốc nổ mạnh phát nổ. Theo các báo cáo, tính đến chiều thứ Tư, khoảng 30.000 tấn đạn pháo đã phát nổ hoặc vẫn đang phát nổ và đám cháy vẫn đang tiếp diễn. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine nói rằng máy bay không người lái của Ukraine đã xóa sổ hoàn toàn một nhà kho lớn của bộ phận hỏa tiễn và pháo binh chính được cỗ máy chiến tranh của Moscow sử dụng. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở quân sự khác của Nga cũng đang được lên kế hoạch khi Ukraine tiếp tục giảm thiểu tiềm năng hỏa tiễn của kẻ thù một cách có phương pháp. Tuy không trực tiếp nhận trách nhiệm, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở quân sự quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Moscow. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga. Kho vũ khí ở Tver được cho là chứa hỏa tiễn đạn đạo KN-23 của Triều Tiên, hỏa tiễn cho hệ thống phóng hỏa tiễn đa nòng Krab và hệ thống phòng không S-300, cũng như hỏa tiễn đạn đạo Iskander. Kho đạn dược ở Torobets, vùng Tver Nga, đã biến thành vùng núi lửa, nó vẫn đang phát nổ. Người dùng X nói, một quang cảnh thực sự ngoạn mục và có thể là sự kiện lớn nhất cùng loại trong cuộc chiến này. Vụ nổ chính trông giống như một quả bom hạt nhân đã phát nổ. Người dùng Kremlin Tron ủng hộ Ukraine X đăng, một thành tựu phi thường và có thể là một trong những vụ nổ lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay. Theo Reuters, vệ tinh của NASA đã phát hiện các nguồn nhiệt mạnh trên diện tích khoảng 5 dặm vuông tại địa điểm này và các trạm giám sát đã phát hiện một trận động đất nhỏ trong khu vực. Tờ báo của chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta đưa tin rằng kho vũ khí này được xây dựng vào năm 2015 với chi phí 3,6 tỷ rúp như một phần của chương trình cải thiện hệ thống lưu trữ hỏa tiễn, đạn dược và thuốc nổ. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Dmitry Bulgakov đã nói vào năm 2018 rằng cơ sở này có thể chịu được hỏa tiễn, thậm chí là một cuộc tấn công hạt nhân nhỏ. Bulgakov đã bị bắt vào đầu năm nay vì cáo buộc tham nhũng mà ông phủ nhận. Thống đốc tỉnh Tver Igor Rudenya phát biểu trên Telegram rằng một vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở Torobets do mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống, nhưng khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Sau đó, ông tuyên bố di tản một phần dân số của tỉnh. Tver không được nhắc đến trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga rằng 54 máy bay không người lái được phóng đi từ 5 khu vực đã bị bắn hạ trong đêm. Trước tình hình căng thẳng trên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine trong vòng 12 tháng. Động thái này ngay lập tức đã khiến Tel Aviv phản đối kịch liệt. Nghị quyết do phái đoàn Palestine đệ trình được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 18 tháng 9 với 124 phiếu ủng hộ, 14 phiếu chống và 43 phiếu trắng.
trong số các nước phản đối có Israel và Mỹ, đồng minh thân cận của Tel Aviv. Nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện bất hợp pháp ở các vùng lãnh thổ Palestine và rút quân trong vòng 12 tháng, lâu hơn 6 tháng so với dự thảo, cũng như ngừng xây dựng các khu định cư mới, trả lại đất đai và tài sản đã tịch thu, cho phép những người dân Palestine phải di dời trước đó hồi hương. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước hướng tới ngừng cung cấp vũ khí cho Israel khi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng số khí tài đó có thể được dùng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Riyad Mansour, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc, gọi cuộc bỏ phiếu là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành công lý và tự do của nhà nước Palestine. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Dani Dashan, chỉ trích kết quả bỏ phiếu, gọi đây là quyết định đáng xấu hổ. Nghị quyết được thông qua sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cuối tháng 7 tuyên bố sự hiện diện của lực lượng Israel ở bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt hành động chiếm đóng đã kéo dài nhiều thập niên tại các vùng lãnh thổ mà Palestine muốn xây dựng nhà nước trong tương lai. Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và phán quyết của ICJ và đều không mang tính ràng buộc, song có thể khiến Israel bị cô lập hơn nữa giữa lúc các lãnh đạo thế giới chuẩn bị tập trung tại New York để tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến phát biểu tại kỳ họp. Trong chiến tranh Trung Đông năm 1967, quân đội Israel đã chiếm giữ bờ Tây, Đông Jerusalem và dải Gaza, những khu vực được coi là thuộc về Palestine. Israel sau đó xây dựng các khu định cư trên khắp bờ Tây và không ngừng mở rộng chúng. Israel cho rằng các vùng lãnh thổ này không bị chiếm đóng về mặt pháp lý do chúng là khu vực tranh chấp, song Liên Hợp Quốc và hầu hết cộng đồng quốc tế coi đây là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Israel rút quân đội và khu định cư khỏi dải Gaza năm 2005 và Hamas kiểm soát khu vực này từ năm 2007. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại sườn phía đông của NATO, Romania đã chính thức lên tiếng yêu cầu Liên minh Bắc Đại Tây Dương có hành động cụ thể nhằm đối phó với tình trạng hỏa tiễn Shahed của Nga liên tục xâm phạm không phận các quốc gia thành viên. Động thái này được đưa ra sau nhiều vụ việc máy bay không người lái và hỏa tiễn của Nga trong quá trình tấn công Ukraine đã bay vào không phận của các nước NATO như Ba Lan, Romania và Latvia. Bộ trưởng Quốc phòng Romania, ông Ango Tilva, đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về vấn đề này tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở phía Đông diễn ra tại Bucharest vào ngày 18 tháng 9. Ông Tilva nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ và phối hợp từ phía NATO để ứng phó với những sự việc như vậy. Đặc biệt, ông đề xuất việc áp dụng mô hình luân phiên, phòng không và phòng thủ hỏa tiễn tích hợp càng sớm càng tốt như một giải pháp cụ thể để tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh. Quan điểm của Romania được chia sẻ bởi nhóm Bucharest 9, một tổ chức gồm 9 quốc gia NATO ở Đông Âu được thành lập năm 2015, bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia. Nhóm này bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng xâm nhập liên tục của hỏa tiễn và máy bay không người lái Nga vào không phận NATO, cũng như tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng tại khu vực phía đông của liên minh. Phía Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO có vị trí địa lý nhạy cảm, cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pavel Zalewski cho biết tại cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tháng 10, vấn đề bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận của liên minh sẽ cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ông Zalewski cũng xác nhận sự tồn tại của các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào các đồng minh NATO, đồng thời chỉ ra sự tham gia của Belarus vào các hành động của Nga. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi máy bay không người lái Shahed của Nga đã nhiều lần bay vào không phận Romania và bị rơi trên lãnh thổ nước này. Điều này buộc không quân Romania phải liên tục điều động máy bay chiến đấu để theo dõi và xử lý tình hình trên không, gây căng thẳng và lo ngại về an ninh khu vực. Mặc dù vậy, NATO vẫn giữ thái độ thận trọng về vấn đề này. Phó Tổng thư ký NATO Mircea Guiana tuyên bố vào ngày 8 tháng 9 rằng, mặc dù liên minh lên án hành động vi phạm không phận Romania của Nga, họ không có bằng chứng về một cuộc tấn công có chủ đích nào từ phía Moscow. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng những hành động như vậy là vô trách nhiệm và có khả năng gây nguy hiểm. Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, yêu cầu của Romania đối với NATO phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của các quốc gia Đông Âu về an ninh khu vực,
Việc liên minh có đáp ứng được yêu cầu này hay không và bằng cách nào sẽ là một thử thách đáng kể đối với khả năng phản ứng và đoàn kết của NATO trong thời gian tới. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine tiếp tục diễn ra với cường độ cao trong năm 2024, để lại những tổn thất đáng kể cho cả hai bên. Theo số liệu được lực lượng vũ trang Ukraine công bố, tổn thất của Nga về nhân lực, xe tăng và pháo binh đã đạt mức đáng kể, phản ánh cường độ và quy mô của cuộc chiến. Về nhân lực, tháng 5 năm 2024 được ghi nhận là tháng có số thương vong cao nhất của Nga với 38.940 binh sĩ thiệt mạng. Các tháng tiếp theo cũng chứng kiến con số thương vong ở mức cao, tháng 6 là 35.030, tháng 7 35.680 và tháng 8 là 36.810. Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 9, số thương vong đã vượt quá 20.000. Những con số này nếu chính xác phản ánh cường độ cao của các hoạt động quân sự và chi phí nhân mạng đáng kể mà Nga phải gánh chịu. Về tổn thất xe tăng, tháng 5 năm 2024 cũng là tháng tồi tệ nhất đối với Nga trong năm nay, với 428 xe bị phá hủy. Điều này chỉ đứng sau tháng 10 năm 2023, khi 521 xe tăng Nga bị tiêu diệt. Các tháng tiếp theo cũng chứng kiến tổn thất đáng kể, 359 xe vào tháng 6, 300 xe vào tháng 7, 193 xe vào tháng 8 và 99 xe tính đến thời điểm hiện tại của tháng 9. Tổng cộng theo số liệu mới nhất, Nga đã mất 8.691 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Đối với hệ thống pháo binh, tháng 6 năm 2024 được ghi nhận là tháng có tổn thất nặng nề nhất với 1.415 hệ thống bị phá hủy. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá vỡ trong 2 tháng tiếp theo với 1.520 hệ thống bị mất vào tháng 7 và 1.517 hệ thống vào tháng 8. Tính đến tháng 9, Ukraine tuyên bố đã phá hủy thêm 518 khẩu pháo của Nga, nâng tổng số tổn thất về pháo binh của Nga kể từ năm 2022 lên hơn 18.000 hệ thống. Mặc dù những con số này đến từ phía Ukraine và chưa được xác minh độc lập, chúng vẫn cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy mô và cường độ của cuộc chiến. Nga không công khai tổn thất quân sự của mình và các nhà phân tích thường tỏ ra thận trọng với các báo cáo từ cả hai phía. Đáng chú ý, một báo cáo gần đây từ The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin tình báo ẩn danh cho biết, tổng số thương vong bao gồm cả bị thương và thiệt mạng của cả hai bên trong cuộc chiến kể từ tháng 2 năm 2022 đã vượt quá con số 1 triệu. Những tổn thất này không chỉ là con số thống kê mà còn phản ánh tác động sâu sắc của cuộc chiến đối với cả hai quốc gia. Việc mất đi một số lượng lớn nhân lực, xe tăng và hệ thống pháo binh không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tác chiến hiện tại, mà còn có thể có tác động lâu dài đến năng lực quân sự của Nga. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Đan Mạch, một trong những đồng minh trung thành của Ukraine và thành viên sáng lập của NATO, đã quyết định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ nỗ lực sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine. Khoản đầu tư này đã giúp Ukraine tăng gấp 3 lần sản lượng pháo tự hành 2S-22 Bodana mỗi tháng, góp phần vào khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Pháo tự hành Bodana do Ukraine tự phát triển là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội nước này sau cuộc xâm lược của Nga năm 2014. Loại pháo này được thiết kế để hỗ trợ pháo binh tầm xa nhằm giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị quân sự từ nước ngoài. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, việc đầu tư trực tiếp vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine là điều cần thiết để duy trì sức mạnh và khả năng phòng thủ của nước này. Bộ Ngoại giao Đan Mạch cũng tuyên bố rằng khoảng 1,3 tỷ kron Đan Mạch, tương đương 194 triệu Mỹ Kim, sẽ được sử dụng để hỗ trợ mua sắm quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, Đan Mạch sẽ quản lý một quỹ do Liên minh châu Âu trị giá 394,6 triệu euro để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Toàn bộ số tiền này sẽ được huy động từ tài sản bị đóng băng của Nga, phần lớn là tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 190 tỷ euro được nắm giữ tại các ngân hàng châu Âu. Nga đã phản ứng gay gắt với quyết định này, coi đó là một hành vi trộm cắp và đe dọa tịch thu tài sản tài chính của phương Tây tại Nga để trả đũa. Khoản đầu tư của Đan Mạch vào sản xuất pháo Bodana nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của quốc gia này nhằm khuyến khích Ukraine phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Poulsen nhấn mạnh rằng việc gửi viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine vẫn quan trọng nhưng hiện tại đã không còn đủ. Thay vào đó, việc đầu tư trực tiếp vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine sẽ giúp nước này tự chủ hơn trong sản xuất vũ khí.
Kyiv đã nỗ lực thuyết phục các đồng minh hỗ trợ mua vũ khí từ các nhà sản xuất trong nước nhằm tăng cường khả năng sản xuất quốc phòng nội địa. Điều này là cần thiết bởi ngân sách quốc phòng của Ukraine hiện không đủ để khai thác hết tiềm năng sản xuất trong nước. Ngoài việc cung cấp viện trợ tài chính và hỗ trợ sản xuất, Đan Mạch còn là quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối tháng 7. Họ cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục gửi thêm máy bay chiến đấu vào cuối năm 2024. Poulsen hy vọng rằng các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu sẽ noi theo Đan Mạch, chuyển trọng tâm sang việc hỗ trợ khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine thay vì chỉ cung cấp thiết bị quân sự. Khoản đầu tư của Đan Mạch vào pháo tự hành Bodana được coi là một ví dụ điển hình về cách mà các quốc gia có thể hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, không chỉ bằng viện trợ quân sự mà còn thông qua việc tăng cường năng lực quốc phòng nội địa. Có vẻ như những ngày này, quân xâm lược Nga rất được thần lửa ưu ái. Theo đó, lực lượng hải quân Ukraine đã thực hiện thành công một kho tấn công vào kho đạn dược của quân chiếm đóng Nga gần Mariupol. Kết quả của cuộc tấn công không chỉ phá hủy hàng tấn đạn pháo mà còn tiêu diệt cơ sở hạ tầng lưu trữ của đối phương. Đây là một trong nhiều hoạt động quân sự được thực hiện nhằm làm suy yếu sức mạnh của quân Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine do Kyiv kiểm soát. Theo nguồn tin từ 365 Ukraine, các kho chứa đạn gần Mariupol đã bị phát hiện thông qua hoạt động trinh sát kỹ lưỡng của lực lượng phòng thủ Ukraine. Những kho này là nơi tích trữ đạn dược với mục đích hỗ trợ các cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ukraine. Sau khi thu thập thông tin tình báo chi tiết, lực lượng hải quân Ukraine đã tiến hành tấn công bằng hỏa tiễn, phá hủy toàn bộ kho đạn cùng lượng lớn đạn pháo và vật tư quân sự nguy hiểm. Dmitry Platenchuk, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ thêm thông tin về cuộc tấn công này. Ông cho biết, việc phá hủy kho đạn tại khu vực Mariupol là một minh chứng rõ ràng cho khả năng kiểm soát hỏa lực của Ukraine tại biển Azov. Điều này không chỉ làm giảm khả năng tấn công của quân đội Nga mà còn khiến cho việc duy trì và tiếp tế cho các lực lượng chiếm đóng tại đây trở nên khó khăn hơn. Platenchuk nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công như vậy gửi đi thông điệp rõ ràng tới quân đội Nga. Họ không thể tiếp tục chiến đấu một cách dễ dàng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngoài ra, ông Platenchuk còn tiết lộ rằng cần mất vài ngày để xác nhận trực quan hoàn toàn về mức độ phá hủy của kho đạn tại Mariupol. Tuy nhiên, dựa trên các dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công đã đạt được kết quả lớn và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của quân Nga trong khu vực. Ông cũng nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Ukraine đạt được những thành công trong việc phá hủy cơ sở vật chất của đối phương bên ngoài biên giới Ukraine. Trước đó, một kho chứa máy bay không người lái Kamikaze tại vùng Yeysk, Nga đã bị tấn công và phá hủy hoàn toàn. Cuộc tấn công vào kho đạn ở Mariupol không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc duy trì thế kiểm soát của Ukraine đối với các khu vực chiến lược. Những hoạt động này góp phần làm suy yếu khả năng tấn công của quân đội Nga, đồng thời giúp bảo vệ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Lực lượng hải quân Ukraine cam kết tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của Nga nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến của quân chiếm đóng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Molifan cũng xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.